quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh. Trong bối cảnh thị trường nội địa bị ảnh hưởng ngắn hạn do đại dịch COVID-19, xuất khẩu đang tiếp tục đóng vai trò lớn trong việc duy trì đà tăng trưởng cho các doanh nghiệp ngành tôn thép. Kết quả kinh doanh tháng 7 của công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen, mã HSG cho thấy sản lượng tiêu thụ ước đạt gần 190.000 tấn, doanh thu ước đạt hơn 4.900 tỷ đồng. Như vậy, sau hơn 10 tháng của niên độ tài chính 2020-2021, HSG đều thực hiện vượt 100% kế hoạch cả về sản lượng, doanh thu, còn lợi nhuận tăng 245% so với kế hoạch. Trong đó, xuất khẩu tiếp tục đóng vai trò chủ đạo với sản lượng xuất khẩu tôm mạ trong tháng 7 vừa qua của HSG đạt hơn 123.000 tấn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tài chính kinh doanh trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.